mời quý vị vẫn giữ màn hình. Kính thưa quý vị, sau đây Thanh Trang mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Võ Thành Nhân thực hiện. Bích Phượng xin kính chào quý vị. Đến với cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay giữa Bích Phượng và anh Võ Thành Nhân là về một giải thưởng đặc biệt dành cho mẹ nấm tại Quốc hội vào ngày thứ Hai 15 tháng 7 2019 vừa qua. Bích Phượng kính chào anh Võ Thành Nhân. Xin được kính chào Bích Phượng và xin được kính chào tất cả quý vị. Kính thưa anh, cho khán giả biết được về cái giải thưởng đặc biệt vừa qua. Có thể nói đây là cái giải thưởng thứ 9 mà từ khi mà mẹ nấm tranh đấu thì đây là cái giải thưởng thứ 9, một giải thưởng lớn. Giải thưởng này là do một cái tổ chức mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam gọi là Sáng hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản trao tặng cho mẹ nấm năm 2019. Cũng xin thưa với quý vị rằng là trong một cái khuôn viên của Quốc hội Hoa Kỳ thì cái phòng 325 là cái phòng đó là thường thường là người Việt Nam chúng ta hay có cái sinh hoạt lắm, ở trong Russell Building, Russell Senate Office Building ấy, thì trở lại cái phòng này ấy, thì lại một lần nữa thì chúng tôi cũng gặp một số đông người Việt đến tham dự. Và đặc biệt chúng tôi ghi nhận là có kỳ này đó, cái tổ chức Wisdom Organism ấy, họ được cái sự bảo trợ của ông Ted Cruz, họ được sự bảo trợ của ông Alan Lowenthal và một số rất là đông những cái người trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi ghi nhận như vậy là giữa lúc 12 giờ trưa thì ông Congressman Alan Lowenthal đến và ông đọc một cái bài nói chuyện. Nhưng mà trong cái bài nói chuyện nó nói về nấm, nói về mẹ nấm được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tức là thời bà vợ của ông Tổng thống Trump ấy, ghi nhận năm 2016-17 gì đó, là người phụ nữ can đảm. Rồi sau đó thì ông ta nói về mẹ nấm và sau đó là một cái buổi lễ phát trao cái tấm lắc cho mẹ nấm, là do ông Lee Edwards với lại cái anh executive bây giờ của VOC, có nghĩa là Wisdom of Communism Foundation. Quỳnh nói rằng là cái phần thưởng này nó là một cái sự nhắc nhớ về những cái công việc đấu tranh của mình, Quỳnh vẫn sẽ phải tiếp tục dù Quỳnh đang sống mà lưu vong. Bên cạnh đó, trong khi Quỳnh có mặt ở đây trong cái buổi vinh danh này thì những anh em tù nhân chính trị khác đang tuyệt thực, có người thì tuyệt thực tới ngày thứ 15 để tranh đấu cho cái quyền bị ngược đãi, chống bị ngược đãi ở trong tù. Và Quỳnh kêu gọi các tổ chức quốc tế cũng giống như những người khác, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ hãy quan tâm hơn nữa và có những cái hành động với tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Và Quỳnh cũng hy vọng rằng là những cái nỗ lực từ cộng đồng quốc tế, chữ ký rồi thỉnh nguyện thư hay là một cái nỗ lực vận động nào đó, nó đều có áp lực và nó buộc Việt Nam phải tôn trọng hơn các cái cam kết đã ký. Hiện tại thì cái phong trào ở Hồng Kông chúng ta có thể thấy là nó đã bước qua một cái bước mới, và con số 2 triệu người xuống đường nó thực sự là một con số ấn tượng. Từ đó mình có thể thấy rằng là cái phong trào ở Hồng Kông từ năm 2014 cho tới năm 2019 có những bước tiến rất tiến bộ. Qua đó cái việc sử dụng các phương thức bất bạo động, huy động số đông, huy động sức mạnh từ quần chúng, cũng giống như là việc xây dựng lực lượng, và đặc biệt là cái phương thức là phong trào không có thủ lãnh, nó được tận dụng khá tối đa trong cái năm 2019 lần này. Và đó chính là một trong những cái bài học mà Việt Nam cần phải học ạ. Kính thưa anh, những người đã từng được giải thưởng này có bao nhiêu người Việt Nam? À, nói về Việt Nam thì trước giờ chúng tôi ghi nhận chỉ được có 3 người thôi. Năm 2000 là giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Lúc đó là giáo sư Đoàn Viết Hoạt mang cái chữ tù nhân lương tâm đi từ ở trong nước đi ra. Một thời có những cái người mà cũng nhiều người tù nhân lương tâm lắm, nhưng mà cái chữ tù nhân lương tâm bắt đầu được giới thiệu đến cộng đồng người Việt Nam cũng giống như người Hoa Kỳ. Và sau đó năm 2007 thì chúng tôi được biết là thời Lữ Anh Thư nằm ở trong cái bo của Victim of Communism Foundation ấy, thì anh Trần Văn Bá được vinh danh, mặc dù người đã mất, đã tranh đấu cho nhân quyền nhưng đã mất, thì cũng được vinh danh ngày cái năm đó là năm 2007. Và sau đó là năm 2013, Linh Mục Nguyễn Văn Lý được xướng danh, được tặng cho cái giải đó, nhưng mà Linh Mục Lý không thể nhận được tại vì ông bị kẹt ở Việt Nam. Thì như vậy là chúng ta có 4 người Việt Nam hiện nay nhận được cái giải thưởng cao quý như vậy về vấn đề đấu tranh cho nhân quyền do Sáng hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản trao tặng. Anh Nhân cho Bích Phượng biết thêm một tí về giải thưởng dành cho mẹ nấm như thế nào ngày hôm bữa đó. Cái buổi phải thành thật mà nói là cái ngày đó là ông Lee Edwards còn gọi là cái thay vì cái ngày hôm đó là, cũng xin thưa quý vị là nó bắt đầu cho một cái tuần lễ để mà người ta có những cái buổi họp liên tục hội thảo về những quốc gia mà bị Xô Viết Union nó chiếm đóng. Từ khi mà Hoa Kỳ nó có cái luật vào năm 1959,
thì mỗi năm họ có những tổ chức những cái cuộc hội thảo như vậy. Nhưng mà hiện nay thì Soviet Union nó không còn nữa, nó bị tan rã rồi. Nhưng mà nó có những cái quốc gia đang bị cộng sản chiếm đóng hoặc là đang có khuynh hướng đi theo cộng sản, giống như Venezuela. Kỳ này cái chủ đề của nó, Venezuela là một chủ đề tương đối chánh, tất cả những hình ảnh bị đàn áp, tù đài giam cầm của người ở Venezuela được trưng bày ở ngay trong bên trong phòng họp đó. Và bên bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là có những quốc gia giống như là Việt Nam nè, Bắc Hàn nè, Tàu nè, Lào nè, Campuchia nè, là những cái quốc gia mà được bàn được nói đến. Và trong những người đến để mà thuyết trình những cái đề tài đó thì năm nay chúng ta có bốn người Việt Nam rất là đặc biệt, ba người Việt Nam chứ, tức là có bác sĩ Trần Quốc Hưng đại diện cho Phật giáo đến từ Texas, có anh Huy Nguyễn kiến trúc sư Huy là chairman của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cũng thuyết trình một đề tài nói về cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và tương lai và cái làm thế nào để chúng ta gìn giữ được cái truyền thống của người Việt Nam Cộng Hòa đối với lại vận mệnh đất nước hoặc là đối với lại tuổi trẻ trong tương lai. Và cái người thứ ba đó là mẹ Nấm. Mẹ Nấm có cái bài nói chuyện, rồi dựa vào cái bài nói chuyện đó người ta đặt câu hỏi cho mẹ Nấm, thì có ba người Việt Nam có tên trong cái danh sách như vậy. Như bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận có những mục sư, những linh mục và một số những người trong hội đoàn cũng có đến tham dự. Chúng tôi là Nguyễn Đức Huy, đại diện cho Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Chúng tôi có mặt ở Quốc hội Senate Building hôm nay để đại diện cho tổ chức của chúng ta nói lên trước Quốc hội cũng như nói lên trước cái foundation của những người nạn nhân của Cộng sản, là lý do tại sao người Việt tị nạn có mặt trên nước Mỹ, là bởi vì chúng ta là những người đã bị áp bức bởi cái chế độ cộng sản bao nhiêu năm nay và nước Việt Nam vẫn còn đang sống trong sự áp chế của chính quyền cộng sản. Tổ chức Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại sẽ luôn luôn thứ nhất là vinh danh những người đã chiến đấu hy sinh cho Việt Nam, cho cái sự tự do của đồng bào, và chúng tôi cũng nói rằng chúng ta có một cái sự tham gia chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ cũng như các hội đoàn của người Mỹ để tiếp tục ghi nhận những tội hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam, và chúng ta luôn luôn phát triển cái tinh thần tự do của người Việt ở hải ngoại. Vâng, tôi là Trần Quốc Hưng. Tôi là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đặc biệt là một thành viên trong Hội đồng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thì chúng tôi đến đây do lời mời của cái tịnh hội nạn nhân cộng sản, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng là một nạn nhân của cộng sản đã trong suốt 44 năm nay. Thì chúng tôi đến trong với cái tư cách đó, và cũng mong là đem những cái lời nói và cái sự vận động cho quốc tế hiểu được những cái khó khăn, những cái pháp nạn mà Phật giáo đang trải qua, cũng như là cái quốc nạn mà tổ quốc và đất nước, dân tộc của mình cũng đang đang trải qua. Tôi thì tôi không có một cái thẩm quyền để mà có cái kêu gọi to lớn gì, nhưng mình chỉ mong muốn là những người Phật tử thông cảm và hiểu được những cái hoàn cảnh của Phật giáo ở trong nước. Mình là những người ra đi vì tự do, vì dân chủ mà ra đi. Mình hiểu được thế nào là tự do dân chủ, mình hiểu được thế nào những người thiếu được cái tự do dân chủ đó. Và Phật giáo, mặc dù có những cái hình ảnh về Phật giáo ở Việt Nam, nhưng mà những cái hình ảnh đó, nó huy hoàng đó, nó không có diễn tả được những cái áp bức của cộng sản đối với Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng, hay là tất cả các tôn giáo độc lập ở trong nước nói chung. Thì nếu như mình hiểu được cái chuyện đó, muốn có trước khi có hành động, mình phải phải có cái sự thông cảm. Sau khi có sự thông cảm đó rồi mới dẫn đến cái hành động cho đất nước được, và cho
cho đạo Pháp được. Tôi là Linh Mục Bùi Phong từ Houston, Texas. Cái nguyện vọng của tôi cũng giống như những người đấu tranh ở trong nước, là chúng tôi hy vọng là đất nước của mình sẽ được tự do, và hy vọng là những người dân ở trong nước cũng có một cái tinh thần giống như tinh thần của những người dân ở Hồng Kông, khao khát của tự do để đứng lên đấu tranh cho dân tộc. Tôi là một linh mục nhưng mà tôi cũng là người Việt Nam, cho nên tôi cũng cùng chung với lại vận mệnh với dân tộc trong cái việc đấu tranh đó. Tôi là một sinh viên công chính, hôm nay đến đây để dự cái hội nghị bên lề, đặc biệt là có hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao năm nay được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cái hội nghị này rất là quan trọng, nó có cái tầm ảnh hưởng toàn cầu, đó là nâng cấp phát triển tự do tôn giáo và xã hội dân sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng qua cái hội nghị này thì đối với Việt Nam cũng có nhiều cơ hội, đặc biệt là cái cộng đồng người Việt hải ngoại, vận động ngoại giao như giáo sư Phan Thông Hưng bên Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa, rồi cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ và các cái tổ chức xã hội dân sự đều đi vận động để mà lên tiếng thay cho những cái người dân ở trong nước, đặc biệt là lên tiếng cho tù nhân lương tâm, lên tiếng cho những chức sắc tôn giáo bị đàn áp trong nước và những người dân bị cộng sản đàn áp, cướp đất, cướp nhà và những người không có cơ hội để mà lên tiếng ở Việt Nam. Cho nên thì hôm nay tôi cũng giống như là Danis Nguyễn và một số đồng hương người Việt có mặt trong cái cuộc họp bên lề của hội nghị, và chúng tôi có cơ hội để trình bày. Và mong rằng quý vị đồng hương ở trong nước và người Việt ở khắp mọi nơi, chúng ta mỗi người góp một tiếng nói và chúng ta làm cái gì đó cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam trong những ngày còn lại. Thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cầu nguyện, mong rằng cái sự hòa bình, tự do, công lý đến với dân tộc Việt Nam. Thưa anh Nhân, vậy cái tổ chức của cái hoạt động của cái hội này, anh Nhân có thể cho khán giả biết được? Hội này là nổi tiếng lắm, tại vì chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta cộng đồng Việt Nam, chúng ta đã vận động số tiền để mà chúng ta giúp cho cái sáng hội này xây dựng cái tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản mà nó được đặt nằm ở góc đường New Jersey và Massachusetts, ở gần Washington Union Station. Vào năm 2007, khi mà Tổng thống Bush mà đến để mà tham dự, để mà dedicate cái tượng đó và làm lễ khánh thành đó, thì rất là nhiều người Việt Nam biết. Mà chúng ta biết ông Đoàn Hữu Định và ông Đinh Hùng Cường lúc bấy giờ đi vận động, và chúng tôi có dịp đi tới Nam California cùng nhạc sĩ Trúc Hồ và một số những anh chị em ở dưới để mà chúng ta có một chương trình văn nghệ để mà chúng ta gây quỹ cho cái tượng đài đó. In 2007, which is now some 12 years ago, we dedicated the memorial to the victims of communism here in Washington, D.C. And President Bush came and accepted it for the American people. And I'd like to add also that joining us that day was Congressman Thomas Lantos, so a very prominent liberal Democrat. So we had both Democrats and Republicans, a truly bipartisan event, a truly bipartisan memorial supported by those from both the left and the right here in Washington, D.C. Kính thưa anh, đặc biệt trong tuần này, buổi hội thảo của các quốc gia như thế nào? Buổi hội thảo đó thì bây giờ đó là hội bàn nhiều về cái tình hình Venezuela, hội bàn nhiều về những người Hmong, hội bàn nhiều về những cái người mà có liên quan tới những cái quốc gia mà giống như cộng sản đang chiếm đóng, giống như là Hun Sen ở tức một người gốc Việt Nam đã qua Campuchia. Tức là họ nói là những cái thực trạng và đặc biệt về Trung Cộng. Tức là họ nói rất là nhiều về đề tài Trung Cộng. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng cái hội thảo tuần này của họ sẽ focus những cái vấn đề mà có liên quan tới những cái quốc gia và những cái đất nước mà đang bị cộng sản, hoặc là đã bị cộng sản, hoặc là lâm le sẽ bị cộng sản đến để mà giống như là tìm cách để mà thống trị hay là cai trị. Do đó nên cái chủ đề kia này chúng tôi nghĩ rất là hay và rất là phù hợp với lại chính sách của Tổng thống Donald Trump. Tôi nghĩ là không chấp nhận socialism, không chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Tức là chúng ta chỉ muốn được cái đời sống của những người yêu chuộng tự do và lý tưởng tự do mà thôi. Vậy là cũng rất hãnh diện cho cộng đồng người Việt Nam mình nói chung, cũng mình nói riêng là mẹ Nắm cũng như những ba người mẹ Bạn, Nhân đã nêu tên ra. Dạ, rất là hay. Là kính thưa quý vị, lần đầu tiên chúng tôi đi tham dự, nhưng mà những ngày trước chúng tôi đi tham dự thì thời đó còn Dr. Thể Bình, còn có chị Lữ Anh Thư, thì bây giờ đó là có những người không nằm ở trong trực tiếp ở trong cái bo,
không nằm trong tiếp sự ảnh hưởng, nhưng mà được mời đến để mà tham dự, để mà thuyết trình. Do đó nên chúng ta thấy rằng là trong tương lai có thể nhờ như vậy mà chúng ta sẽ có thêm được những người Việt Nam tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền được recognize, để mà chúng ta tiếp tục lấy cái thế để mà chúng ta tiếp tục đấu tranh cho đất nước của chúng ta. Cảm ơn anh Nhân rất nhiều cho khán giả của Đài biết được một cuộc phỏng vấn vừa qua về những cái giải thưởng đặc biệt này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Bích Phượng và anh Võ Thành Nhân. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.